Hôm nay trong phần thi sự kiện chỉ có một món quà tặng thôi, dành cho bạn nào lặn nhanh nhất. Các bạn ơi, không biết món quà gì cho nên mình có nói. Thì các bạn phải lặn 10 vòng. Đi rồi quành về là một vòng. Ai về đây trước thì người đó chiến thắng. Đúng rồi. Tuần này cần mấy em lặn nhanh nhất. Của tụi em là 4 người. Ok, nhóm của tụi em là 4 người. Thêm người cá ba sa nữa là 4 người. Chính xác. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Những bạn mà lặn á, mà nổi đuôi lên, chạm mặt nước là bị tôi phát hiện là tôi sẽ trừ điểm. Thì lúc mà hít hơi á, thì có quyền nổi người lên. Còn khi đang lặn là cái đuôi không có nổi lên nha, cái đuôi đang lắc là không được nổi lên ngang mặt nước ha. Mấy em nghe rõ không? Tôi nói nhỏ lắm rồi đó, muốn banh chợ luôn rồi đó mấy em. Bạn này về nhất nên bạn này trúng. Hạng nhì hả? Vậy nếu không bằng với các bạn đi. Vậy hạng nhì vậy cho bạn này đi. Vậy bạn Khánh còn một cái thôi à. Còn cái hạng 3 là cho thi lại lần nữa. Cái hạng 3 là sẽ thi trò khác đặc biệt hơn.